Hello, xin chào quý anh chị và các bạn nha. Hiện giờ Phú đang ở quận 9, số 4 Lò Lu. Mình đang ở dự án Sim City. Đây là những cái nhà khu nhà phố liền kề, một trệt, hai lầu và trên là một gác mái nè. Đó, ở đây ở ngoài là có một cái công viên bề ngang hay diện tích tầm 5-6 mét. Về sâu vô khoảng 20 thước, sân trước nhà chừa khoảng 4 mét, 5 mét. Đằng sau chừa 2 mét là 7 mét, diện tích xây dựng tầm 12 đến 13 mét vuông. Bên trong mình sẽ lên trên. Để bị xem. Đây họ làm những cái cây tiểu cảnh bông rất là đẹp nè. Đó, và nhà trang trí ngoài thì cùng một form mẫu hết, nhà liền kề màu trắng chủ đạo, màu đen là đệm thêm vào ha, nhìn rất là sang. Đây đây.